Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 6 Ma Thuyền, tác giả Điền Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Lúc này Phương Sách quá phấn khởi, chàng đã hoàn toàn đứng về bên Tử Vong thuyền chủ. Chàng suy nghĩ giây lát rồi lại hỏi tiếp. Chả lẽ cô nương có liên quan rất mật thiết với Tử Vong thuyền cho nên mới biết rõ như vậy? Thiếu nữ ấy không trả lời câu hỏi của chàng, chỉ nghiêm nét mặt lại, giọng nói cũng thay đổi hẳn rồi đáp. Thiếu hiệp có biết Âm Quyền, Khôn Quyền trong Cửu Quyền đội ấy là ai không? Nghe hai cái tên đó tôi đoán chắc đều là cô nương cả. Thiếu hiệp thông minh thật đó. Chả lẽ cô nương là đội trưởng đội Khôn Quyền, là Khôn Quyền trưởng Ngân Sam Phi Yến Diệu Ngân Hạnh? Cô... Phương Sách kinh ngạc vô cùng nên không sao nói hết tiếng được. Ngân Hạnh lại tủm tỉm cười và nói tiếp. Thiếu hiệp khỏi cần phải nghi ngờ như vậy. Mẫu thân của tôi quả thật bị môn hạ của Thiếu Lâm giết chết. Vừa rồi trong cánh rừng vị hòa thượng ấy công lực quá cao siêu. Nói tới đó nàng ra vẻ bẽn lẽn cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Cử chỉ của nàng biểu hiện một cách hết sức là tự nhiên. Những lời Phương Sách định hỏi nàng, nàng đã nói toạc ra cả rồi, khiến cho chàng ngượng nghịu vô cùng. Chàng là người nhân hậu, nhưng từ khi ra đời đến giờ, không ngờ trên chốn giang hồ lại nhiều trò quỷ quái xảo quyệt. Nghĩ đến tình cảnh của mình, chàng rất phẫn uất. Chàng nói tiếp. Cô nương, cuộc đời của cô cũng như tôi vậy. Tội nghiệp mẫu thân của tôi cũng bị người ta hãm hiếp mà chết. Nói tới đó chàng nghẹn ngào không sao nói tiếp được nữa. Ngân Hạnh thừa dịp này giả bộ làm ra vẻ hết sức là bi thương, khẽ thở dài một tiếng và đỡ lời. Người vợ cưng của thuyền chủ chúng tôi cũng bị bọn giặc hãm hiếp rồi giết chết. Diệu thuyền trưởng có biết bà ta tại sao bị chết một cách tàn khốc như thế không? Ngân Hạnh liếc chàng một cái, làm ra vẻ hậm hực, nghiến răng mím môi rồi nói tiếp. Bảy đại môn phái đều có đệ tử tham dự. Nàng không sao nói tiếp được nữa, vội lấy tay lau chùi nước mắt. Phương Sách không sao nhịn được khóc sướt mướt. Ngân Hạnh giả bộ kinh ngạc hỏi. Sao? Sao thiếu hiệp lại khóc dữ vậy? Phương Sách nức nở khóc và đáp. Diệu quyền trưởng chưa biết chuyện đấy thôi. Tử Vong thuyền chủ chính là phụ thân của tôi đó. Ngân Hạnh kêu ủa lên rồi dậm chân la lớn. Mối thù này không trả không được. Thật làm con làm chi? Thiếu chủ xin thứ lỗi cho tiện tỳ đã trót vô lễ như vậy. Nói xong nàng phục xuống đất và quỳ lại ngay. Phương Sách ngạc nhiên nói. Diệu quyền trưởng sao lại làm như thế? Mau đứng dậy đi. Chàng vừa nói vừa giơ tay định đỡ nàng dậy, nhưng lại không dám đụng đến người của nàng. Ngân Hạnh vẫn cứ nằm phục dưới đất và nói tiếp. Thiếu hiệp là chủ nhân của chúng tôi. Tiện tỳ, tôi thật đáng chết. Vừa rồi tiện tỳ đã trót lỡ lời, xin thiếu chủ xá tội cho. Phương Sách lúng cuốn cả tay chân, chàng vội nói. Đứng dậy đi, đứng dậy đi. Ngân Hạnh liếc trộm thấy chàng. Thấy chàng cuốn lên như vậy trong lòng cười thầm, nhưng vẫn làm ra vẻ rung rung, rồi riêu riếu đứng dậy. Đầu vẫn cúi xuống chứ không dám ngẩng lên nhìn chàng. Phương Sách thấy thế khẽ vội bảo rằng, Diệu quyền trưởng không nên câu nệ như vậy. Có thiếu chủ ở đây, theo đúng lễ phép, tiểu tỳ phải làm như vậy. Chúng ta tuổi tác ngang với nhau, từ giờ trở đi cô nương đừng có câu nệ như thế nữa. Đó là luật lệ của Tử Vong thuyền chủ, tiện tỳ đâu có dám làm trái phép. Đây không phải là trên Tử Vong thuyền, chúng ta đã là người một nhà, coi nhau như tỷ đệ thì hơn. Ngân Hạnh từ từ ngẩng đầu lên nhíu nhìn chàng một cái rất tình tứ, rồi hổ thẹn đáp. Nếu thiếu chủ cho phép, tiện tỳ dám táo gan gọi. Vì nàng không biết tuổi của chàng nên không tiện gọi, Phương Sách thê thê cả mừng vội đỡ lời. Năm nay tôi 18, có lẽ cô nương còn lớn hơn tôi mấy tuổi, để tôi gọi cô nương là tỷ nhé. Ngân Hạnh vội đỡ lời nói, đệ,
Phương Sách không sao nhịn được, vội nắm hai tay của Ngân Hạnh mà gọi: "Tỷ tỷ." Nàng hổ thẹn vô cùng, vội cúi đầu xuống. Sự thật nàng đã rất thích chàng, nhưng vì mệnh lệnh của Tử Vong Thiền Chủ mà nàng phải dẹp chân tình sang một bên, rồi giả bộ tựa vào lòng của chàng. Phương Sách đang giơ tay ra định ôm nàng, nhưng vừa đụng vào người của nàng một cái, chàng đã giật mình, vội rụt tay về và lui ngay về phía sau. Ngân Hạnh thấy thế ngẩn người ra giây lát, rồi nghiêm nghị nói: "Hiền đệ, Bạch Long giáo đang có thù lớn với Tử Vong Thiền, thuyền chủ đã đi hồ Bạch Thố rồi. Hiền đệ nội trong 7 ngày chúng ta phải tới đó cho kịp mới được." Phương Sách vui vẻ nhận lời, hai người cùng võ thuật khinh công tuyệt đỉnh ra đi, ở gian sông mà tiến thẳng về phía trước. Trên con đường của hai người đang đi cũng có rất nhiều nhân vật võ lâm đang đi Bạch Thố hồ. Ở dưới sông cũng có rất nhiều thuyền chở những người trong võ lâm đi Bạch Thố hồ. Phương Sách thấy thế kinh ngạc, nhưng hùng tâm của chàng lại càng bộc phát thêm, vì chàng muốn ở trước mặt thiên hạ quần hùng phô trương tài ba. Mặt trời đã lặn, mặt trăng lại bắt đầu mọc. Hai người lên tới một cái đèo, liền ngồi nghỉ chân ở dưới gốc cây để vận công điều tức. Mấy ngày hôm nay Phương Sách đều lấy quá cơ đơn của sư phụ, mỗi ngày uống 1 viên thôi, nên chàng không thấy đói khát gì hết. Chàng đang đưa cho Ngân Hạnh 1 viên thuốc quá cơ để nàng uống thì bỗng thấy gió lạnh thổi tới và có một tiếng kêu kỳ dị đưa tới. Hai người vội nhìn về phía đó, thấy một cái bóng người đang chạy ngược lên, càng lúc càng gần và đã trông thấy rõ người đó ăn mặc áo bào hòa thượng, mặt mũi hiền từ, đầu bóng nhoáng, thân hình to lớn. Ngân Hạnh khẽ kêu lên một tiếng và nghĩ bụng: người này chả là Tâm Tâm đại sư là gì, chẳng lẽ y biết ta ở đây mà đuổi theo chăng? Nghĩ tới đó, nàng kéo tay Phương Sách định lẩn trốn sang phía khác. Ngờ đâu Phương Sách lại gạt tay nàng ra và định hiện thân để nghênh đón Tâm Tâm đại sư. Ngân Hạnh kinh hãi vô cùng, nàng chỉ sợ cái trò biệt bỏng của mình bị lão hòa thượng làm cho lộ tẩy thì sao. Lúc ấy Tâm Tâm đại sư đã tới gần và đã trông thấy Ngân Hạnh, liền lớn tiếng niệm một câu Phật hiệu. Phương Sách trợn ngược đôi lông mày lên quát lớn: đại sư, chúng ta hãy đấu nhau 3 chưởng trước đã. Lúc này máu nóng trong người của chàng sôi lên sùng sục, chàng đã phân định kẻ thù của mình là Thất Đại Phái. Hòa thượng đang đứng trước mặt đây lại còn có kẻ thù giết cha mẹ và Ngân Hạnh nữa. Tâm Tâm đại sư vội chắp tay lên trước ngực, niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, rồi lên tiếng nói: tiểu hiệp trí tuệ hơn người, đừng để bị lời lẽ của bọn yêu tà mê hoặc. Lão Tăng đã tìm kiếm tiểu hiệp suốt đêm rồi. Ngân Hạnh bắt buộc phải tiến lên ỏn ẻn, đi đến bên cạnh của Phương Sách rầu rĩ nói: hiền đệ, chúng ta đi thôi, hiền đệ địch không nổi với y đâu. Phương Sách không đợi cho nàng nói xong đã cười khẩy và đỡ lời: tỷ hãy xem tiểu đệ trả thù cho tỷ tỷ đây. Nói xong chàng liền dẫn công lực vào bàn tay tấn công Tâm Tâm đại sư luôn. Tâm Tâm đại sư hậm hực lườm Ngân Hạnh một lượt, rồi phi thân ra ngoài xa hơn cả trượng, quát lớn: Phương thiếu hiệp đã trúng phải mù kế của chúng rồi. Phương Sách là người rất thông minh, nghe thấy lão hòa thượng nhắc nhở như vậy, trong lòng tỉnh ngộ ngay, liền đưa mắt nhìn Ngân Hạnh, thấy nàng ta đang ôm mặt nức nở khóc. Tiếp theo đó nàng dậm chân một cái rồi nức nở nói: tôi biết hiền đệ không địch nổi với y, mà hiền đệ lại cứ không chịu nghe. Bây giờ y lại nói tôi là dùng lời lẽ xảo trá để mê hoặc hiền đệ. Phương Sách thấy nàng khóc sướt mướt như vậy đã mềm lòng liền, linh tính của chàng lại bị che lấp ngay. Nàng nhìn Tâm Tâm đại sư cười giọng gay gắt và nói: Thất Đại Môn Phái đều là kẻ thù của Phương Mổ, ngày hôm nay đại sư phải chịu đựng tội lỗi của môn hạ đệ tử đã gây nên từ hồi 18 năm về trước. Nói xong chàng tiến lên định ra chưởng tấn công, thì trên không bỗng có 2 bóng người nhanh như điện chớp lao tới. Hai người đó là Ảo Không Đạo Giả, chưởng môn của Côn Luân,
và thiếu nữ mặc áo xanh tức là Giang Tĩnh Thục. Ảo Không Đạo Giả vừa thấy Tâm Tâm đại sư đã vội lên tiếng nói: Độc Tí Phi Mà đã gặp bọn chỉ điểm của Tử Vong Thiền Chủ tại miền Thượng Du. Tâm Tâm đại sư mặt bỗng biến sắc liền hỏi lại: Miêu Cương Độc Ma kết thù kết quán với Tử Vong Thiền Chủ hồi nào thế? Đầu đuôi câu chuyện ấy ra sao, bần đạo cũng không được rõ. Nhưng dám chắc phen này Bạch Thố Hồ Tử Vong Thiền Chủ không còn hoài phòng tám mặt như trước nữa đâu. Chúng ta có thể tội nguyện rồi đó. Tâm Tâm đại sư chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, nếu đúng như lời ước đoán của đạo trưởng, hai ma đầu đụng nhau như thế thật là phúc cho chúng sinh. Nhưng đạo trưởng có dám chắc nếu như nhị ma liên tay với nhau, chúng sinh sẽ bị tai kiếp rất lớn hay không? Ảo Không Đạo Giả sắc mặt nhợt nhạt đáp: Trận đấu ở Bạch Thố Hồ còn có một ma đầu nữa muốn tử chiến với Tử Vong Thiền Chủ. Có phải hắn là Long Ma, người trong nhóm Long Hổ Sông Ma năm xưa, mà y đã dùng lời lẽ ngon ngọt là mê hoặc Thanh Mao Bang, Tứ Quả Hội và Thất Sát Đoàn đó không? Đại sư nói rất đúng đó. Tam ma hỗn chiến tại Bạch Thố Hồ phen này, Tử Vong Thiền Chủ đã gặp khắc tinh rồi. Đạo trưởng lầm rồi. Nếu nói về công lực thì Độc Tí Phi Ma còn kém Tử Vong Thiền Chủ xa. Năm xưa Long Hổ Sông Ma cùng đi sát cánh bên nhau, gây sóng gió trên giang hồ. Nhưng lần này Long Ma muốn đánh bại Hổ Hiệp, một mình y sao hạ nổi đối phương cơ chứ? Đại sư tưởng Tử Vong Thiền Chủ là thiên hạ vô địch hay sao? Không chỉ có một người thôi. Người ấy là ai vậy? Người đó ở tận ngàn dặm xa xôi, và cũng có thể nói là ở ngay trước mắt được. Ảo Không Đạo Giả nghe nói quay người nhìn quanh một lượt, không thấy người nào xa lạ có mặt ở đó cả. Y đang ngơ ngác thì Tâm Tâm đại sư trỏ vào Phương Sách dõng dạc nói: Chỉ có một mình Phương Thiếu Hiệp mới địch nổi Tử Vong Thiền Chủ thôi. Phương Sách nghe nói giật mình đánh thoát một cái, nhưng chàng không nghĩ ngợi gì hết, buộc miệng đỡ lời: Đại sư nói khôn khéo như thế cũng vô ích thôi. Phương Mổ đã quyết sát cánh với Tử Vong Thiền Chủ rồi. Cha con Mổ sẽ tìm Thất Đại Môn Phái để đòi lại món nợ máu năm xưa. Giang Tĩnh Thục bỗng kêu hừ một tiếng bằng giọng mũi, đôi mắt nguýt chàng một cái. Phương Sách thấy thế ngạc nhiên vô cùng, nhưng chàng biết nàng đã bị Ảo Không Đạo Giả thuyết phục, và đã biết Tử Vong Thiền Chủ là kẻ giết chết cha nàng, nên nàng đã coi mình như kẻ thù địch rồi. Ảo Không Đạo Giả cười khải và nói tiếp: Ngươi lấy gì mà dám đối địch với thiên hạ anh hùng như vậy hả? Phương Sách sầm nét mặt lại. Tâm Tâm đại sư vội đỡ lời nói: Thiếu Hiệp là người minh lễ đạt nghĩa, còn Tử Vong Thiền Chủ bị Võ Lâm chán ghét, ai ai cũng muốn giết chết y mới cam lòng. Ân cừu của người trong làng võ không thể giờ đũa cả nắm mà luận được. Huống hồ Thiếu Hiệp có phải là con của Tử Vong Thiền Chủ hay không? Chuyện này còn phải đợi chờ sự chứng minh nữa. Diệu Ngân Hạnh nghe nói tới đây liền thét lớn: Tử Vong Thiền Chủ đi tới đâu cũng vậy, không hề giết chết một người lương thiện nào cả. Ông ta chỉ lấy máu trả nợ máu, lấy nước mắt trả nợ nước mắt mà thôi. Tử Vong Thiền Chủ chỉ kiếm những kẻ có thâm thù đại hận với mình. Năm xưa Thất Đại Môn Phái liên thủ đuổi đánh ông ta và chém ông ta rất nhiều vết thương, lại còn đẩy xuống vực thẳm và ném lửa cùng đung đá xuống để chôn sống ông ta. Vợ của ông ta bị bọn người của Thất Đại Phái hãm hiếp và giết chết. Ngày hôm nay hai lão quỷ ngươi còn mặt mũi nào dùng lời lẽ xảo trá để nói xấu ông ta, trong lúc ông ta không có mặt ở đây chứ? Nàng nói tới đây nước mắt ràn rụa, rồi kéo Phương Sách một cái và nói tiếp: Hiền đệ, chúng ta đi thôi. Nàng giả bộ rất khéo, khiến cho Phương Sách cảm động vô cùng, máu nóng ở trong người sôi lên sùng sục. Chàng liền giơ chưởng đánh vào Ảo Không Đạo Giả và nói rằng:
Lão đạo sĩ có giỏi thì cho Phương Mổ được lãnh giáo vài chiêu tuyệt học của phái Cung Lương trước đi. Chàng chưa xong tới tấn công, Tâm Tâm đại sư đã niệm một câu Phật hiệu và nhìn Ngân Hạnh quát mắng: Tiện tỳ, ai sai khiến mì tới đây giở trò xảo kế ấy ra vậy? Ngân Hạnh ôm đầu khóc nức nở và đáp: Người giết chết mẹ ta, lại sai đệ tử làm nhục ta, ta phải thí mạng với người. Nàng vừa nói vừa dùng đầu hút vào người của Tâm Tâm đại sư luôn. Phương Sách vội kéo nàng lại và khuyên rằng: Tỷ để cho đệ trả thù hộ cho. Chàng dẫn công lực vào hai bàn tay rồi tiến đến gần Tâm Tâm đại sư. Đột nhiên có tiếng hò hét chém giết theo gió đưa tới. Hai ông già mặt mày biến sắc, Ảo Không đạo giả vội nói: Độc Tí Phi Mà đã đấu với thủ hạ của Tử Vong Thuyền rồi, chúng ta mau đi xem đi. Quả thật Độc Tí Phi Mà là độc quái trong nhóm thiên hạ tam quái. Nếu y kết thù với Tử Vong Thuyền chủ, thật thì quá là một chuyện hết sức mừng. Nên khi nhị lão vội dắt Tỉnh Thục đi luôn, chỉ trong giây lát đã khuất dần trong bóng tối ngày. Trên điện Thượng Du đã có một ngọn lửa màu lục bay thẳng lên trên không. Ngân Hạnh thấy thế mặt liền biến sắc vội nói: Hiền đệ, chúng ta phải đi ngay mới được. Thì ra ngọn lửa màu xanh lá cây ấy chính là tín hiệu bí mật của Tử Vong Thuyền. Lúc ấy đã là canh tư, trên bờ sông Dương Tử có 5 người đứng xếp hàng ngang, mình mặc áo da dãy cá đen nhánh, đầu đội bao da màu trắng. Tại họ cầm khí giới khác nhau, có kiếm, có thương, côn bạc và roi. Chỗ cách họ chừng 2 trượng đang có một người cao chừng 9 thước, râu quai nón, mắt to và tròn, miệng rộng, đỏ như máu, trông rất hung ác. Mình mặc quần áo rất kỳ lạ, không giống đạo sĩ và cũng không giống hòa thượng, tự như phục trang của những kẻ mang rợ, đứng sừng sững ra đó. Dưới chân của y đang có một đại hán mặc áo trắng nằm ngang, đầu bọc vải trắng, chỉ lộ ra có 2 con mắt thôi. Miệng thì rên rỉ hoài, hình như bị thương khá nặng vậy. 5 người mặc áo dãy cá đồng thanh quát lớn: Thuyền chủ đã dặn, đêm nay thế nào cũng phải mời cho được Miêu Cương độc quái Độc Tí Phi Mà, người trong nhóm Võ Lâm tàm quái, xuống Tử Vong Thuyền. Độc Tí Phi Mà ngửa mặt lên trời cười, tiếng cười của y nghe như tiếng chuông rất khó nghe, làm cho mọi người đinh tai nhức óc. Cười xong y liền trả lời: Mấy tên yêu mà tiểu số của Tử Vong Thuyền này mà cũng đòi thách thức với độc quái ta. Mau gọi thuyền chủ của các ngươi ra đây chịu chết đi. Người mặc áo dãy cá cầm kiếm cất giọng lạnh lùng đáp: Thuyền chủ đã đi Bạch Thố Hồ, 5 anh em chúng ta được lệnh ở đây mời khách. Các ngươi là người thế nào trên Tử Vong Thuyền hả? Chúng tôi chỉ dưới quyền của 2 người thôi. Các ngươi có tài ba gì dư sức giết chết Miêu Cương độc quái đâu? Độc Tí Phi Mà cười khải một tiếng, mặt liền biến sắc. Phương Sách ẩn núp ở sau một tảng đá cạnh đó, đang kinh ngạc liền nghĩ bụng: Y là Độc Tí Phi Mà, người trong nhóm tam quái, nhưng y lại không phải là một tay, trong tay lại không có khí giới, thử xem y ra tay như thế nào. Ngân Hạnh đứng cạnh chàng rồi khẽ nói: Hiền đệ, 5 người mặc áo dãy cá đó là ngũ hổ, địa vị của họ chỉ kém có Tử Vong Thuyền chủ thôi. Xem như vậy sắp có trận đại chiến đến nơi rồi. Nàng còn chưa nói dứt thì Phương Sách đã nghe mấy tiếng lách cách và đã thấy lão ma bẻ gãy cánh tay trái của mình, rồi cầm cánh tay đó múa tích và lớn bước tiến lên quát bảo bọn người kia tiếp: Lão phù hãy càn quét 5 tên quan hùng này trước, rồi sẽ đi Hồ Bạch Thố kiếm Tử Vong Thuyền chủ thanh toán sau. Y vừa nói xong lại có mấy tiếng lách cách, cánh tay trái của y vừa bẻ gãy đó đã bỗng dài ra chừng 6 thước, 5 ngón tay lìa ra, đầu những ngón tay có ánh sáng màu xanh bóng nhoáng. Y thuận tay múa cánh tay ấy một vòng rồi nhắm đầu người cầm kiếm tấn công luôn. Lúc này Phương Sách mới dở lẽ: Độc Tí Phi Mà quả nhiên chỉ có một cánh tay thật, mà cánh tay gãy của y lại là một món binh khí.
khi lâm trận, bẻ gãy tài ấy để sử dụng làm khí giới đối địch như thế này thì thật là đặc biệt vô cùng. Tâm Tâm đại sư nói không sai, võ công của Độc Tí Phi Ma này không những kém Tử Vong thiền chủ rất xa mà còn thua cả bọn Ngũ Hổ này nữa. Nhưng Ngũ Hổ hình như e dè không dám ra tay tấn công thật sự, mà chỉ dùng cách xa lung chiến để quay quần Độc Tí Phi Ma mà thôi. Sau tảng đá phía bên kia cũng có ba người đang ẩn nấp. Ba người đó là Tâm Tâm đại sư, Ảo Không đạo giả và Giang Tịnh Thục. Tâm Tâm đại sư liền hỏi Ảo Không đạo giả: sao đạo trưởng lại biết Độc Tí Phi Ma sẽ đi Hồ Bạch Thố để đấu với Tử Vong thuyền chủ vậy? Ảo Không đạo giả chỉ vào đại hán áo trắng nằm ở dưới đất và đáp: thì với Độc Tí Phi Ma đi đường nói chuyện với nhau, những gì bần đạo đều nghe thấy hết. Làm bào quái tử thế nào cũng đi Bạch Thố Hồ tà mà hỗn chiến với nhau, thật là một tấn tuồng rất đẹp mắt đồ. Lúc ấy sẽ là lúc dứt khoát ân cừu của phái Côn Luân chúng tôi. Tỉnh Thục cũng dội bảo nhị lão rằng: hai vị xem kìa, Độc Tí Phi Ma vừa thả ra một làn khói xanh màu lá cây đó. Quả nhiên cánh tay gãy của Độc Tí Phi Ma làm bằng thứ đồng lạnh ngàn năm, bên trong có chất giấu 18 thứ ám khí. Vì vậy người trong giang hồ hãy trông thấy cái tay gãy này của y là hoảng sợ đến hồn siêu phách lạc ngay, và ai nấy cũng phải quay đầu ù té chạy tức thì. Vì thế y mới được người ta gọi là Phi Ma, chứ không phải là y sở trường về môn phi hành, mà là do cầu thấy bóng phải cao chạy xa bay ngay mà nên. Ngũ Hổ của Tử Vong thuyền chủ tuy võ công rất cao siêu, nhưng không ai dám đấu sáp lá cà với Độc Tí Phi Ma. Vì vậy mà trận đấu mãi mãi vẫn chưa phân thắng bại. Độc Tí Phi Ma nóng lòng sốt ruột, liền thét lên một tiếng, bấm chốt vào cánh tay gãy một cái, bên trong có một làn sương mù phun ra tức thì. Ngũ Hổ nghe thấy cánh tay gãy của đối phương có tiếng kêu rất khẽ, cả năm người đã vội nhảy lui về phía sau hơn ba trượng. Không đợi chờ cho làn sương mù của đối phương dồn tới, chúng đã chạy cả xuống giữa sông luôn. Độc Tí Phi Ma thét lên một tiếng, phi thần đuổi theo ngay. Lúc ấy đại hán áo trắng nằm ở trên mặt đất bỗng cất tiếng kêu lên hết sức là quái dị. Ngân Hạnh thấy thế ngạc nhiên vô cùng, nàng cao mày lại suy nghĩ giây lát, liền hiểu ý ngay rồi khẽ nói với Phương Sách rằng: hiền đệ, Ngu tỷ đi ra đằng này một lát sẽ quay lại. Nói xong nàng quay người đi luôn, chỉ thoáng cái là đã mất dạng liền. Phía bên kia nhị lão với Tỉnh Thục đang ẩn nấp, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng động khác lạ. Cả ba vội quay lại thì đã thấy một điểm sao bạc phi tới. Ảo Không đạo giả giơ tay lên chụp và dở ra xem mấy hai đó là chiếc phi tiêu hình cái thuyền. Trên cột buồm có cột một tờ giấy viết như sau: ngày trăng tròn và khi trăng lên đến đỉnh đầu, Tử Vong thuyền ở Bạch Thố Hồ bắt sống Tam Lão. Lúc ấy trăng đang khuyết, 6-7 ngày nữa thì trăng mới tròn. Nhị lão đọc tờ giấy ấy xong đều ngẩn người ra, rồi vội nhìn về phía phi tiêu vừa bay tới, đã trông thấy một cái bóng trắng rất mảnh khảnh. Nhị lão biết ngài đó là kiệt tác của Ngân Hạnh, nhưng nhị lão chỉ cười khải thôi chứ không có đuổi theo. Ảo Không đạo giả liền nói: Tử Vong thuyền chủ rất đà mưu túc trí, chúng ta phải đi Bạch Thố Hồ ngay thì hơn. Tâm Tâm đại sư biết lúc này Phương Sách đang chấp mê, nhất thời không sao giác ngộ được, dù mình có khuyên giải đến cách nào cũng vô ích mà thôi, đành phải chờ thời cơ khác hay định liệu sao vậy. Ông ta vội lên tiếng đáp: chúng ta Thiếu Lâm Côn Luân võ đàn bà phái phải đoàn kết với bọn Bạch Long giáo bốn phái mới được. Cổ nhân đã dạy môi hở thì răng lạnh, đạo trưởng quyết định như vậy rất phải đâu. Nhị lão với Tỉnh Thục vội đi Hồ Bạch Thố ngay. Lúc ấy Ngũ Hổ đã lặn xuống dưới nước rồi, hình như Độc Tí Phi Ma không biết bơi lội, nên chỉ thấy y cứ quanh quẩn chỉ chỏ xuống đó thôi, chứ không làm gì nổi bọn Ngũ Hổ.
Đại hán mặc áo trắng bỗng thét lên một tiếng, miệng lại kêu rên hoài, hình như y đang đau đớn quá chịu không nổi vậy. Phương Sách không sao nhịn được, vội chạy ra ẵm đại hán ấy lên. Chàng thấy tên ấy dùng vải khăn bao bọc cả đầu lẫn mặt, nên không biết y là ai. Chàng liền lên tiếng hỏi: "Các hạ bị thương có nặng lắm không?" Hình như đại hán ấy không nói được, nên chỉ thấy y lắc đầu thôi. Phương Sách đang thắc mắc, đã nghe thấy phía sau có tiếng người quát lớn, và có luồng kinh lực lấn át tới, và còn có tiếng người quát hỏi: "Ai dám đả thương bạn già của ta thế?" Phương Sách biết người vừa tấn công vừa lên tiếng hỏi mình là Độc Tý Phi Ma. Chàng vội lướt sang bên mấy bước để tránh né, và cũng biết đối phương hiểu lầm hảo ý của mình, liền đáp: "Không phải tại hạ đã thương đâu." Độc Tý Phi Ma sầm nét mặt lại, ngắm nhìn Phương Sách một hồi rồi lên tiếng hỏi tiếp: "Tiểu tử, người thật không biết trời cao đất rộng là gì cả. Vậy người đã nghe ai nói tới cái tên độc quái chưa? Bổn quái hành vi không thích ai xen vào chuyện của người hết. Người có biết điều ấy không?" Phương Sách bực mình vô cùng, liền nghĩ bụng: "Sao trong thiên hạ này lại có hạng người vô lý đến như vậy được?" Nghĩ thế chàng cũng sầm nét mặt như đối phương và đáp: "Phương mộ mới bước chân vào giang hồ, nên chưa nghe thấy ai nói đến cái danh của độc quái." Chàng chưa nói dứt thì Độc Tý Phi Ma đã nổi giận quát hỏi tiếp: "Tiểu tử này muốn chết chắc, ngươi là môn hạ của ai mà lại có mắt mà không ngươi như thế chứ?" "Không phải phương mổ có mắt không ngươi, mà chỉ tại mổ không bao giờ để ý tới những quân tà ma ngoại đạo mà thôi." Độc quái càng tức giận thêm: "Tiểu tử, người chưa sạch hơi sữa đã dám trước mặt độc quái ăn nói vô lễ như vậy, kể cũng táo gan đó. Người có tài ba gì không? Có dám chống đỡ 10 thế đồng tùy thiên la chưởng của lão phu không?" "Phương mổ xin vui lòng tiếp 100 thế của người." "Người rút kiếm ra đi." Phương mổ tay không tiếp chiến với người. Độc Tý Phi Ma có vẻ kinh ngạc, y trợn tròn xe đôi mắt: "Người không rút kiếm ra đấu, lão phu không thèm ra tay đâu." Phương Sách sực nghĩ tới phò phi dân kiếm pháp của sư phụ đã truyền thụ, chưa hề sử dụng tới bao giờ. Chàng liền nghĩ bụng: "Sao ta không dỡ phò kiếm pháp ấy ra để thí nghiệm, xem có lợi hại như những phò kiếm khác." Chàng đoạn rút thanh bảo kiếm đến, nghe công một tiếng, ánh sáng lé mắt tức thì. Độc Tý Phi Ma quát lớn: "Trúng!" Sau một tiếng kêu lách cách, cánh tay sắt của y giang ra 3 thước, bỗng dài thành 6 thước và chĩa 5 ngón tay ra nhằm ngực của Phương Sách mà chọt tới. Không hãi sợ gì hết, Phương Sách múa kiếm như gió cuốn, người như một con rồng đang bay lượn, khẽ xoay người đã tránh được thế chọt ấy. Trong khi tránh né, chàng vẫn không quên lễ phép của giang hồ, vẫn giữ đủ phong độ của một đại môn phái. Độc Tý Phi Ma thấy thế kinh hãi, nghĩ thầm: y mới đấu có một thế cũng đủ biết thiếu niên này không phải là người tầm thường rồi. Y vội múa tích cánh tay bằng đồng, dở luôn 48 đường thiên ma chưởng ra tấn công, nhưng y không sử dụng hơi độc. Phương Sách cũng biết trong cánh tay động của y hơi độc rất lợi hại, chàng liền dở phi dân kiếm pháp ra để đề phòng. Quả nhiên chỉ thấy ánh sáng kiếm lấp lóe, tự như chung quanh đó bão tuyết đang dây phủ vậy. Độc Tý Phi Ma chỉ cảm thấy 4 mặt 8 hướng như bị kiếm quang dây chặt, y chống đỡ sao nổi, nên vội quát tiếp: "Hãy ngừng tay lại!" Phương Sách vội thâu kiếm đứng yên. Độc Tý Phi Ma đã hết vẻ kiêu ngạo, nhưng giọng nói vẫn ngông cuồng: "Vì phải vội đi Hồ Bạch Thố để đi lấy tính mạng của Tử Vong Thiền Chủ, tạm thời lão phù thà chết cho ngươi. Ngươi có gan thì đến Bạch Thổ Hồ xem lão phù giết chết Tử Vong Thiền Chủ, rồi lão phù sẽ lấy tính mạng của ngươi luôn tại đó." Phương Sách cười khải đáp: "Chỉ sợ ngươi khó mà thoát khỏi nơi đó thôi." "Thằng nhỏ kia đừng có ngông cuồng như vậy. Vì có cường địch đang đợi chờ trước khi chưa gặp Tử Vong Thiền Chủ, không bao giờ ta lại kịp dở tài ba ra đối phó với người. Nói thật cho người biết,
bổn quái chỉ dở một cái nho nhỏ ra là tính mạng của người không sao thoát khỏi tay của bổn quái được. Người không dám tới Bạch Thấu Hồ, có phải không đủ can đảm đi đến chỗ đông đảo và có trận đấu lớn có phải không? Được, ta thử xem người đi Bạch Thấu Hồ làm vợ trò trống gì cho biết. Độc Tí Phi Mà bỗng lớn tiếng cười ha hả, rồi cắp đại hán áo trắng lên ung dung đi luôn. Độc quái vừa đi khỏi, Ngân Hạnh đã từ trong bóng tối thủng thẳng bước ra và hỏi: tại sao hiền đệ lại buông tha cho lão quái vật ấy ra đi vậy? Phương Sách ngạc nhiên vội hỏi lại: sao tỷ tỷ đi lâu thế? Thôi, để cho quái vật ấy sống thêm vài ngày nữa cũng không sao. Hiền đệ không sợ y giết hại thuyền chủ sao? Tài ba của y hèn kém như thế, chưa chắc đã địch nổi 10 thế kiếm của đệ. Võ công và cơ trí của cha vô địch thiên hạ, vậy khi nào cha lại bị y đả thương được chứ? Ngân Hạnh thấy chàng nói như thế có vẻ hài lòng, ả gật đầu mấy cái và nói tiếp: lời nói của hiền đệ rất phải, phen này tấn kịch ở Bạch Thố Hồ thế nào cũng vui lắm, chúng ta mau đi tới đó xem đi. Nói xong nàng kéo tay Phương Sách đi luôn. Mặt trăng ngày càng tròn dần, sau cùng đã hoàn toàn tròn hẳn, và cũng đến ngày rằm rồi. Phương Sách với Ngân Hạnh ngày nghỉ đêm đi, hôm đó cũng vừa tới Bạch Thố Hồ. Cái hồ lớn trong xa xa như một con thỏ lớn thực, đang nằm yên ở giữa ánh sáng trăng. Nước sông cuồn cuộn chảy vào lại chảy đi, nước hồ xanh biếc, những đợt sóng lóng lánh, thuyền to thuyền nhỏ đông như kiến cỏ. Trên bờ sông cứ 3 bước là có một trạm canh, 5 bước là một lầu gác. Người của Bạch Long giáo đều mặc kình phục võ trang, vẻ mặt nghiêm nghị, nên ai trông thấy cũng biết ngay nơi đây sắp có mưa bão chứ không sai. Thám tử của Bạch Long giáo đã sớm về phi báo trước, nên trước cửa một trang viện lớn ở bên bờ hồ, người ta còn thấy Tu La Tôn giả, giáo chủ của Bạch Long giáo đã ra nghênh đón. 4 tên đường chủ với 8 tên hương chủ của Bạch Long giáo cũng phòng vệ rất nghiêm, đề phòng cẩn thận. Lúc ấy tất cả mọi người thấy Phương Sách đi tới, lại tưởng là Tử Vong thuyền chủ đã tới. Nhưng khi người của Bạch Long giáo nhìn kỹ mới hay, người đó là con của Tử Vong thuyền chủ và đang đi cùng với một thanh niên tuyệt sắc nữa, nên ai nấy đều rất kinh ngạc. Vì lễ phép giang hồ bắt buộc, Bạch Long giáo chủ, Tu La Tôn giả đều phải chắp tay chào Phương Sách. Nhưng 4 đường chủ với 4 người hương chủ đã biết Phương Sách đã ra tay đánh nhau với Thất Đại Môn Phái rồi, nên tên nào tên ấy đều giận dữ quát mắt nhìn chàng ta, đủ thấy chúng uất hận và tức giận chàng đến mức độ nào. Phương Sách làm như không trông thấy gì hết, cứ lớn bước tiến thẳng vào trong trang. Vì phen này chàng tới đây là gây thù gây oán với Thất Đại Phái, nên chàng vừa đi vừa ngắm ngầm để ý trang viện. Chàng thấy trên tụ nghĩa sảnh đèn thắp sáng như ban ngày, hàng 400-500 anh hùng hảo hán của Thủy Lục hai đạo đang chén tạc chén thù với nhau. Chúng vừa trông thấy Phương Sách thì đã lần lượt đứng dậy định xông lại tấn công chàng luôn. Tu La Tôn giả vỗ tay 3 cái, quần hùng mới chịu nguôi cơn giận và quay trở về ngồi như trước. Những vị chủ tịch ngồi ở 3 mâm bài trong chính giữa sảnh là Võ Lâm Tam Lão, Độc Tí Phi Mà đang uống rượu với nhau. Tâm Tâm Đại Sư vừa trông thấy Phương Sách đã vội đứng dậy mời ngay. Còn hai ông già kia thì chỉ lườm chàng một cái rất khinh miệt. Riêng có Độc Tí Phi Mà là không nhìn chàng. Và tên đại hán ngồi tựa cạnh y thỉnh thoảng lại kêu rên một vài tiếng. Phương Sách đưa mắt liếc nhìn mọi người một vòng, cố nén lửa giận xuống, và cùng Hạnh Phi Yến ung dung đi tới bàn chủ tọa ngồi xuống. Rượu qua 3 tuần, Bạch Long giáo chủ không sao nhịn được nữa, liếc nhìn Phương Sách hỏi: thiếu hiệp, lệnh tôn Tử Vong thuyền chủ bao giờ mới tới vậy? Phương Sách cũng không biết bao giờ Tử Vong thuyền chủ mới tới. Y liền đưa mắt nhìn Ngân Hạnh Phi Yến có ý hỏi nàng, nhưng Ngân Hạnh Phi Yến lại giả bộ như không nghe thấy. La Liên A Tôn là người rất nóng tính, thấy hai người như vậy động lòng hoài nghi luôn,
liền giận dữ quát hỏi: "Có phải người muốn chết thay cho cha người hay không?" Phương Sách hơi tức giận, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn La Liên A Tôn một lượt, rồi thủng thẳng đáp: "Phải. Trước khi Tử Vong thuyền chủ chưa tới, Phương Mẫu vui lòng thay mặt cha tiếp tài với bất cứ một vị nào." Tiếng nói của chàng kêu như tiếng chuông, làm cho mọi người đều phải giật mình kinh hãi. Không khí đột nhiên gầy cấn hẳn lên. Các đệ tử của các môn phái như Võ Đàng, Thiếu Lâm, Côn Luân và Bạch Long Giáo đều tức giận khôn tả. Còn những khách ngồi ở bên phía đông đều là hào kiệt của giang hồ. Thấy Phương Sách chính khí lẫm lẫm như vậy, thái độ lại rất oai nghiêm, ai ai cũng phải phục thầm. La Liên A Tôn tức giận đến xa sầm nét mặt, rồi quát hỏi tiếp: "Nghiệt tử này ngông cuồng lắm, người có tài ba gì dám coi thường thiên hạ quần hùng hứ?" Nói xong y liền xông lại chỗ cạnh Phương Sách. Phương Sách vội đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, quần hùng cũng vội đứng dậy theo. Mấy trăm đôi mắt đều nhìn cả vào người của Phương Sách để xem chàng có tài ba gì mà dám chống đỡ La Liên A Tôn, một người trong nhóm Tham Lão. Nội ngoại công đều luyện tới mức thượng thừa rồi. Lúc ấy Đồng Tí Phi Ma bỗng đứng dậy ngăn cản La Liên A Tôn, vừa cười vừa nói: "Một thằng nhỏ như thế này thì có nghĩa lý gì đâu mà huynh phải như vậy chứ? Chờ lát nữa đi, y tới đánh té được thằng cha già kia thì thằng trẻ này thoát sao nổi." Nói xong y thuận tay cầm hũ rượu trên bàn, rót đầy một chén rượu đưa cho La Liên A Tôn, rồi lại nói tiếp: "Nào, chúng ta hãy cạn với nhau ba ly trước đi, có lẽ Tử Vong thiền chủ sắp tới rồi đó." Nói xong y tự uống một chén trước. Chờ cho La Liên A Tôn uống xong rồi chén thứ nhất, y lại rót luôn chén thứ nhì cho La Liên A Tôn. Chỉ trong nháy mắt, mọi người đã uống cạn luôn ba chén. Độc Tí Phi Ma mới hết Tam Lão, lại mời đến Bạch Long Giáo Chủ. Mời xong, y lại ngưỡng mặt lên trời cười như điên như vậy. Y vừa cười vừa nói: "Mặt trăng đã mọc trên đỉnh đầu rồi. Tử Vong thiền chủ là người rất trọng chữ tín, lúc này đáng lẽ y phải có mặt nơi đây rồi mới đúng chứ." Bạch Long Giáo Chủ vẫn hồi hộp từ nãy giờ, nghe thấy Độc Tí Phi Ma nói như thế, vội ngẩng đầu lên nhìn. Quả thấy mặt trăng đã lên đến đúng đỉnh đầu rồi. Y lại càng gây cấn thêm, vội dặn bảo mấy tên hương chủ ra bên ngoài xem sao. Một lát sau tên hương chủ vào thưa rằng: "Thưa giáo chủ, trên sông Dương Tử vẫn yên lặng như tờ, không thấy tung tích của Tử Vong thuyền chủ đâu hết." Mọi người nghe thấy tên hương chủ nói như thế thắc mắc vô cùng, ai nấy đều nghĩ bụng: "Xưa này Tử Vong thuyền chủ không bao giờ thất hứa với ai cả, chả lẽ bên trong này có mưu mô gì chăng?" Bạch Long Giáo Chủ Tu La Tôn Giả cũng thắc mắc vô cùng, vội hỏi Võ Lâm Tam Lão rằng: "Chả lẽ Tử Vong thuyền chủ đã biết địch không nổi chúng ta, cho nên y mới sai hẹn không dám tới hay sao?" Tam Lão chưa kịp trả lời thì Độc Tí Phi Ma chợt thất thanh cười the thé và đỡ lời: "Ai bảo Tử Vong thuyền chủ thất hứa chứ, y đã tới lâu rồi." Mọi người cả kinh tưởng y đã trông thấy gì rồi hỏi: "Tử Vong thuyền chủ đang ở đâu?" "Không những thuyền chủ đã đến rồi, mà những người ở trên thuyền cũng đã tới hết rồi." "Chúng ở đâu?" "Ở ngay giữa đám chúng ta đây." Mọi người nghe nói đều giật mình toát mồ hôi lạnh ra. Bạch Long Giáo Chủ đã run giọng hỏi: "Các hạ đã trông thấy họ tới rồi sao?" "Đang ở giữa đám chúng ta đây." Độc Tí Phi Ma lại nhấn mạnh một câu như thế. "Ai đâu?" Mấy trăm quần hùng đều ngơ ngác nhìn nhau. Người này ngờ người nọ, người nọ nghi ngờ người kia là người của Tử Vong thuyền và Tử Vong thuyền chủ một hỗn thế ma dương. Nhất thời trong đại sảnh náo động vô cùng. Bạch Long Giáo Chủ, Võ Lâm Tam Lão đều đưa mắt nhìn từng người một đang có mặt trong đại sảnh. Độc Tí Phi Ma đột nhiên vỗ tay cười quái dị rồi nói tiếp: "Tử Vong thuyền chủ đã nói đêm nay thế nào cũng bắt Tam Lão đó."
Tam lão bỗng quay đầu lại đáp: chưa chắc đã dễ như thế đâu, nhất định bắt sống chứ không xài. Tam lão bỗng cả giật mình, trừng mắt lên hỏi tiếp: các hạ dám quả quyết như vậy sao? Lão phù dám quả quyết y sẽ bắt sống được tam lão, quét sạch Bạch Long giáo, mời Bạch Long giáo chủ, bốn vị hương chủ và tám vị đường chủ cùng xuống cả Tử Vong thuyền đi. Bạch Long giáo chủ dời các hương chủ và đường chủ, tất cả mọi người đều biến sắc, đồng thanh hỏi: có phải bạn tới đây là đại diện cho Tử Vong thuyền chủ để nói chuyện với chúng tôi không? Độc Tí Phi Ma liền ngẩng mặt lên trời, cả cười một tràng rồi lên tiếng đáp: bổn quái không những dám thay mặt Tử Vong thuyền chủ để tiếp chuyện với quý vị, mà còn ra tay đấu với quý vị nữa là khác. Bạch Long giáo chủ, Võ Lâm Tam lão và các môn hạ đệ tử của Võ Đàng Thiếu Lâm Côn Luân và Bạch Long giáo cùng các vị hào kiệt tới làm khán giả, thầy Độc Tí Phi Ma nói năng như thế, ai nấy đều kinh hãi biến sắc, vội đứng cả dậy, rút khí giới ra kêu loảng xoảng, làm xáo trộn cả đại sảnh và ồn ào không thể tưởng tượng được. Nhất thời trong đại sảnh không khí hết sức là gay cấn, riêng có Độc Tí Phi Ma là vẫn thản nhiên không sợ hãi gì hết, mà lại còn đắc chí ngẩng đầu lên trời cười ha hả hoài. Hình như Võ Lâm Tam lão đã biết là bọn mình đã mắc hổm kẻ địch, nên cùng vội đưa tay chỉ vào mặt Độc Tí Phi Ma, đồng thanh hỏi: Độc Tí Phi Ma, ngươi đùa giỡn cái trò quỷ quái gì đây hả? Lão phù mới sử dụng một cái nho nhỏ thôi. Độc Tí Phi Ma trả lời một cách nhẹ nhõm như vậy, rồi lại cười một cách quái dị thần bí. Tam lão đã hoài nghi, không biết y có phải thật là miêu cương độc quái Độc Tí Phi Ma hay là Tử Vong thuyền chủ giả dạng nên. Cả ba lại đồng thanh hỏi tiếp: Người có phải là Độc Tí Phi Ma thật hay không? Không những là miêu cương Độc Tí Phi Ma thật, ta lại còn là cái gì nữa? Độc Tí Phi Ma ung dung đáp: người trong nhóm lục hổ gần đây mới gia mình với Tử Vong thuyền. Tam lão nghe nói giật mình kinh hãi, vội lui ngay về phía sau. Quần hùng cũng trố mắt lên nhìn mãi, không ai nói lên được lời nào. Bạch Long giáo chủ biết sự thể này rất nghiêm trọng, liền nghiến răng, mím môi hỏi: có thật Tử Vong thuyền chủ đã tới rồi không? Tử Vong thuyền chủ với 81 quyền binh quyền tướng của ông ta đã đều có mặt nơi đây từ lâu rồi. Bạch Long giáo chủ lại giật mình đánh thoát một cái, với giọng run run hỏi tiếp: Ý ở đâu vậy? Độc Tí Phi Ma chẳng nói chẳng rằng, từ từ đỡ đại hán áo trắng bị thương nằm ở cạnh đó, khẽ cởi miếng vải cột trên đầu người đó ra, liền lộ ngay một cái mũ da cá màu xanh ra liền. Mọi người lại thấy đại hán áo trắng bỗng phất hai cánh tay một lượt, áo bào trắng đã đứt ra thành từng khúc một, bên trong liền lộ ra một bộ da cá có dãy lóng lánh. Không ai ngờ đại hán mặc áo trắng bị thương rên rỉ luôn mồm kia lại chính là Tử Vong thuyền chủ, tiếng tăm đã lừng lẫy khắp thiên hạ. Y vừa đứng dậy đã bật ra một tràng cười rất lớn, làm rung chuyển cả khách sảnh. Quần hào Võ Lâm Tam lão, Bạch Long giáo chủ với các thủ hạ đứng quanh đó đều giật mình kinh hãi, xích chút nữa thì không sao đứng vững được nữa. Ai nấy còn thất thanh la lớn nữa là khác, thật là mở cửa đón giặc vào nhà. Bạch Long giáo chủ cùng với mấy tên hương chủ đàn chủ thế vậy lại càng hổ thẹn và sợ hãi đến mặt mũi xám ngắt lại. Đang lúc quần hồn chưa hoàn hồn xong thì việc kỳ lạ khác lại xuất hiện. Thì ra mọi người đang chăm chú nhìn vào Tử Vong thuyền chủ, không ngờ bên cạnh mình lại còn có những người mặc áo da cá, đầu đội mũ màu trắng. Những người đó chính là quyền binh quyền tướng của Tử Vong thuyền. Quần hào đều sợ hãi đến mặt mày tái mét, đứng đờ người ra như tượng gỗ. Phương Sách đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Ngân Hạnh Phi Yến cũng đã cởi chiếc áo lụa trắng ra, lúc nào mà không hay. Và trong người nàng cũng mặc chiếc áo da cá màu đen, nàng ta đang nhìn mình tủm tỉm cười. Bạch Long giáo chủ hoảng hốt nhìn bốn phía chung quanh,
đã thấy bọn quyền binh quyền tướng của Tử Vong Thuyền đứng chặn hết các ngõ lối ra vào rồi. Tử Vong Thuyền chủ cười ha hả nói: "Xưa nay bốn thuyền chủ chưa hề sai ước với ai cả. Đêm hôm nay đã bắt sống Võ Lâm Tam Lão và mời Bạch Long giáo chủ với bốn vị hương chủ, tám vị đường chủ cùng xuống Tử Vong Thuyền hết." Tam Lão tức giận đến run lẩy bẩy. Họ không ngờ Tử Vong Thuyền chủ lại có mưu kế thần quỷ khôn lường đến như thế này. Không khác gì coi ba chúng mình như ba đứa con nít mà tha hồ đùa giỡn trong tay vậy. Tam Lão đã định tầm thí mạng với Tử Vong Thuyền chủ một phen, nên cả ba cùng đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi dẫn cả công lực lên hai cánh tay và cùng nhảy sổ lại tấn công Tử Vong Thuyền chủ tức thì. Bậc Tí Phi Mà thấy vậy vội giơ tay ra ngăn cản, xa sầm nét mặt, cất giọng rất kỳ quái mà khuyên bảo Tam Lão rằng: "Bà lão quỷ này đừng có tốn hơi mất sức làm chi, biết điều thì ngoan ngoãn để yên cho chúng ta bắt trói có hơn không? Ba người đã uống phải rượu pha thuốc mê hồn của ta rồi, thì còn công lực đâu mà đòi đấu trí mạng với người khác chứ hả?" Mọi người kinh hãi đến thất sắc. Tử Vong Thuyền chủ, Độc Tí Phi Mà đều đắc chí cười như điên như vậy. Hai người chưa nín cười thì Võ Lâm Tam Lão, Bạch Long giáo chủ đã lần lượt té ngã lăn ra đất luôn. Lúc này Phương Sách mới dở lẽ, Ngũ Hổ cản lối đi trên đường, Độc Tí Phi Mà đã làm những trò gì đều là giả dối hết. Võ Lâm Tam Lão với thiên hạ quần hùng đều bị mắt hỏng mà không ai hay biết gì cả, mà chính mình cũng bị đùa giỡn nốt. Nhưng chàng lại nghĩ bụng, phụ thân của ta Tử Vong Thuyền chủ không những võ công mà cả về mưu trí cũng vô địch thiên hạ. Nghĩ tới đó chàng cảm xúc vô cùng, ứa nước mắt ra, gọi lên một tiếng cha rồi nhảy sổ lại ôm chầm lấy Tử Vong Thuyền chủ. Mấy trăm quần hồn thấy Tử Vong Thuyền chủ với các bộ hạ xuất hiện một cách đột ngột như vậy, ai nấy đều kinh hãi đến ngẩn người ra. Các môn hạ đệ tử của các môn phái Côn Luân, Võ Đàng Thiếu Lâm và Bạch Long giáo, vì thấy người trưởng môn của mình đã nằm mê man bất tỉnh ở dưới chân của Tử Vong Thuyền chủ, nên không ai dám tiến lui nửa bước. Không khí của căn đại sảnh gây cấn khôn tả. Mấy trăm đôi mắt vừa kinh hoảng vừa phẫn nộ, vừa ngơ ngác đều nhìn cả vào người của Tử Vong Thuyền chủ. Tuy chúng rất phẫn uất nhưng không một tên nào dám động đậy gì cả. Tử Vong Thuyền chủ khẽ đẩy Phương Sách ra, chỉ tay vào bốn hương chủ và tám đường chủ của Bạch Long giáo đang đứng gần đó mà nói: "Hài tử, còn hãy trói chúng lại đi." Phương Sách hớn hở vâng lời. Lúc này trong lòng của chàng đã chứa đầy những tâm sự cởi mở và thù hận. Chàng muốn đem những tài ba đã học hỏi được của ân sư ra biểu diễn trước mặt thiên hạ quần hùng. Chàng vâng lời Tử Vong Thuyền chủ, liền phi thân tới trước mâm rượu ở chỗ cách chàng chừng hơn trượng. Bọn người đang ngồi ở mâm này chính là bốn hương chủ và tám đường chủ của Bạch Long giáo. Chàng dẫn quyền công vào hai cánh tay, vừa định lớn bước sải sổ tới thì Độc Tí Phi Mà đã quát lớn: "Những tên hề nho nhỏ này đâu dám làm phiền đến thiếu chủ phải ra tay chứ." Vừa nói dứt đã giơ cánh tay trái bằng đồng lên, đã có một luồng khói trắng nhanh như điện chớp bắn ra. Bốn hương chủ và tám đường chủ thấy thế mặt đều biến sắc. Chắc khói độc ở cánh tay đồng của Độc Tí Phi Mà vừa bay ra, mặt của bọn hương chủ và đường chủ tất cả 12 tên đều lần lượt ngã lăn ra đất ngay. Tử Vong Thuyền chủ ngẩng mặt lên trời cười như điên dại, tiếng cười của y kêu sang sảng như tiếng chuông đồng, làm cho quần hào có mặt tại đó đều giang tay nhức óc, hoảng sợ đến mặt biến sắc luôn. Phương Sách cũng hơi biến sắc mặt và trợn to đôi mắt lên nhìn Độc Tí Phi Mà, mặt lộ vẻ phẫn nộ và khinh thị. Độc Tí Phi Mà đã có tiếng là người rất ngông cuồng, y thụ kế của Tử Vong Thuyền chủ nói khích Phương Sách để chàng đến Hồ Bạch Thố thôi, chứ y không dám ra tay thật sự để đấu với chàng. Mới bị kiếm của chàng bao giây, bây giờ y cố ý biểu diễn tài ba để cho chàng biết tài của y không phải là một kẻ tầm thường. Phương Sách là người rất thông minh, chỉ thoáng nhìn đã biết ngay dụng ý của đối phương như thế nào rồi.
Nhưng vì có cha của mình đứng cạnh bên đó, chàng không tiện nổi khùng đó thôi. Tử Vong thuyền chủ đưa mắt liếc nhìn hai người, thấy Phương Sách có thái độ kiêu ngạo và cũng có tính thuận hậu, không chịu khuất phục như thế, cũng phải tắt lưỡi khen ngợi. Rồi lại lớn tiếng cả cười để đánh tan tình thế gay cấn giữa Phương Sách và Độc Tý Thi Mà. Y lại chỉ Võ Lâm Tam Lão, Bạch Long giáo chủ cho 12 tên đầu mục nằm dưới đất mà quát bảo đội quyền binh đứng ở bên cạnh đó rằng: "Có màu trối chúng lại đem xuống thuyền hay không?" Lúc ấy bọn đệ tử của các môn phái mới đồng thanh quát tháo, tay cầm khí giới, định nhảy lại cứu trưởng môn của mình. Nhưng 81 tên quyền binh của Tử Vong thuyền đã đồng thanh thét lớn một tiếng và dồn ngay mấy trăm đệ tử của các môn các phái ấy vào một góc luôn. Bốn tên quyền binh chạy lại định trói Tam Lão đang nằm ở dưới đất, thì bỗng có tiếng quát tháo như lồng ngân nổi lên: "Hải khoan!" Mọi người đều giật mình kinh hãi, trố mắt lên nhìn. Mấy hai người đó chính là Phương Sách, con của Tử Vong thuyền chủ. Tử Vong thuyền chủ ngạc nhiên hỏi: "Còn muốn làm gì đây?" Phương Sách rất oai phong lẩm lẩm đáp: "Thưa cha, bảy đại môn phái của Võ Lâm tuy người nào người nấy đều là kẻ thù của chúng ta cả, nhưng cha không nên dụng mưu kế để trả thù như vậy." Tử Vong thuyền chủ liền lật cái mặt nạ bằng da màu xanh ở trên đầu ra, còn cái mặt nạ da người lì lì, tuy không có tình cảm gì hết, nhưng đôi mắt sáng quắc đã lộ vẻ ngạc nhiên và trầm giọng xuống khẽ nói tiếp: "Còn muốn như thế nào đây?" Phương Sách không do dự gì cả, thuận miệng trả lời luôn: "Lấy nước mắt trả nước mắt, lấy máu trả bằng máu. Con nhà Võ ân oán phân mình, cha không nên thị thuốc mê làm cho họ mất hết công lực rồi mới trả thù. Bây giờ hãy cứu tỉnh họ lại trước rồi thi công lực mà trả thù." Chàng vừa nói dứt, quần hùng ngồi ở bên phía bên đông đến xem trận đấu đều vỗ tay khen ngợi. Các đệ tử của bốn môn phái ở bên phía tây cũng cảm động đến ứa nước mắt ra. Tử Vong thuyền chủ lại nói tiếp: "Còn nên nhớ chúng ta không thể cầu nệ tiểu tiết thường lệ như thế được. Nếu cha không cứu tỉnh họ thì con không chịu ra tay đâu. Cha không bắt con dự vào cái vụ này đâu. Không, con không muốn cha bị người ta nói xấu ở sau lưng." Tử Vong thuyền chủ đã hơi gai gắt nói tiếp: "Còn có biết cha tốn không biết bao nhiêu là tinh lực mới bắt được họ hay không hả? Dù sao vẫn không nên trả thù bằng cách này." "Còn dám trái lệnh của cha có phải không?" "Còn không dám." Tử Vong thuyền chủ cười vẻ đắc chí và nghĩ bụng: "Ta đoán không sai, Phương Sách là người có lòng nhân từ và hiếu thảo, y không dám trái lệnh ta đâu." Nghĩ tới đó, giọng nói của y lại dịu xuống ngay và nói tiếp: "Còn hãy xem thủ pháp của cha đây." Nói tới đó y liền quay đầu lại quát bảo bốn tên quyền binh rằng: "Hãy đem Bạch Long giáo chủ đi trước đi." Không ngờ Phương Sách lại quát tiếp: "Hãy khoan." Chàng nhìn Tử Vong thuyền chủ lớn tiếng nói tiếp: "Con không muốn chính mắt con trông thấy việc này xảy ra." Nói xong chàng vái Tử Vong thuyền chủ một lại rồi quay mình đi luôn. Mấy trăm quần hồn với mấy môn hạ đệ tử bốn phái và 81 tên quyền binh quyền tướng của Tử Vong thuyền đều cảm phục chính nghi lẩm lẩm của Phương Sách. Bên quần hồn đến xem trận đấu lại còn khá nhiều người lớn tiếng nói vọng vào: "Tiểu chủ nói rất phải đó, võ công và trí lược của Tử Vong thuyền chủ đứng đầu thiên hạ, chả lẽ lại lợi dụng thuốc độc mới có thể thủ thắng được hay sao chứ?" Tử Vong thuyền chủ đưa mắt nhìn quần hùng một lượt, nhưng không biết ai đã lên tiếng nói chuyện này. Lúc này tình thế rất rõ ràng, trước mặt thiên hạ quần hùng, thuyền chủ không muốn để lại tai tiếng sau này và cũng không muốn mất đi Phương Sách. Dù sao cho tới giờ, Phương Sách vẫn chưa biết thuyền chủ không phải là cha ruột của mình, nên thuyền chủ vẫn phải duy trì tình trạng ấy. Thuận gió bẻ măng, thuyền chủ liền quay đầu cất tiếng cười ha hả mà gọi Phương Sách: "Còn giống hệt cha năm xưa, lại đây thử xem võ công của con đã tiến bộ tới mức nào rồi." Thuyền chủ vừa nói vừa vội nhảy theo nắm lấy cánh tay của Phương Sách lôi vào trong đại sảnh và đưa mắt ra hiệu ngầm cho Độc Tý Phi Mà. Độc Tý Phi Mà không bằng lòng nhưng không dám trái lệnh của thuyền chủ,
mà đành phải lấy thuốc giải cho những người nằm la liệt ở trên mặt đất uống. Cái tên của độc quái quả thật là danh bất hư truyền, làm cho người ta ngộ độc đã nhanh mà giải độc cũng nhanh nhẹn tuyệt luân luôn. Không đầy một canh giờ, Võ Lâm Tam lão đã đều rên lên mấy tiếng, người cũng đã cử động được và sắp sửa tỉnh táo đến nơi rồi. Riêng có Bạch Long giáo chủ cùng với các tên thuộc hạ vẫn còn mê man bất tỉnh thôi. Độc Tí Phi Ma không đợi cho Phương Sách lên tiếng nói, đã cười giọng quái dị và nói: mấy người này uống thuốc độc khác, vậy phải dùng thứ thuốc giải khác mới có thể cứu tỉnh lại được. Y vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho thuyền chủ, và đã nghe có mấy tên quyền binh khiêng bọn người của Bạch Long giáo sang bên kia. Sự thật Bạch Long giáo chủ và Tam lão cũng đều trúng một thứ thuốc mê bỏ vào trong rượu. Nhưng Độc Tí Phi Ma thấy thuyền chủ ra lệnh ngầm cho mình, biết ngay là ông ta chỉ bằng lòng thả Tam lão thôi, nên y liền nhét vào miệng của Bạch Long giáo chủ với 12 tên hương chủ và đường chủ một thứ thuốc mê khác, chứ không phải là thuốc giải. Như vậy thì những người đó làm sao mà tỉnh lại được? Phương Sách không biết cái trò ma quỷ ấy, nên không can thiệp vào nữa. Võ Lâm Tam lão cũng kêu lên một tiếng, rồi nhảy phát lên ngay. Cả ba đều kinh hoàng, vừa tức giận, ba cặp mắt đều liếc nhìn thuyền chủ dơi Độc Tí Phi Ma, rồi cùng giơ tay lên chỉ vào mặt hai người mà quát bảo: nghiệp chướng, ngày hôm nay bốn chướng môn không thể nào tha thứ cho hai người. Thuyền chủ không thèm đếm xỉa đến Tam lão, cứ tủm tỉm cười nói với Phương Sách rằng: quý thính giả thân mến, Ma Thuyền phần 6, tác giả Điền Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.